Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unjoxa. Ở phần trước, chúng ta đã nói qua về sự xuất hiện, các hình dạng và giai đoạn phát triển từ kỷ Triass đến kỷ phấn trắng của các loài cá mập thời tiền sử. Phần tiếp nối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những loài cá mập khổng lồ, những phát hiện hóa thạch và hành trình vươn mình từ con mồi trở thành kẻ săn mồi của các loài cá mập này nhé. Còn chần chừ gì nữa, hãy ấn like và subscribe ngay bây giờ, rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Những loài cá mập khổng lồ. Mọi người luôn có niềm đam mê đặc biệt với những loài cá mập lớn, mặc dù họ thường hình dung ra loài cá mập trắng lớn. Các Charodon Cachariaes là loài cá mập săn mồi lớn nhất đại dương hiện nay. Trong khi, những loài khác như cá mập voi lớn hơn nhưng là loài ăn sinh vật phù du. Cả hai loài cá mập này đều nhạt màu hơn so với loài cá mập khổng lồ sống từ thế Oligocene đến thế Pleistocene. Loài nổi tiếng nhất trong số loài cá mập này là các Charodon Megalodon, thường chỉ được gọi là Megalodon. Loài này hiện được biết đến trên thế giới, chủ yếu nhờ vào việc nó xuất hiện như một con quái vật trong một kho tàng phim và truyện đồ sộ. Mặc dù nổi tiếng hiện nay, nhưng các Charodon Megalodon được biết đến khá muộn, vì nó được công nhận là một loài riêng biệt từ năm 1843 và đang được ghi lại trong các tạp chí khoa học cho đến tận cuối thời kỳ phục hưng. Với ước tính kích thước tối thiểu dài trung bình 15 mét, các Charodon Megalodon là loài lớn nhất và cuối cùng trong số các loài cá mập răng to, ngoại trừ những loài xuất hiện trước đó như Otodus Megalodon và các Charodon Acutidensis cũng được ước tính dài khoảng 9 mét. Hai vấn đề vẫn luôn tồn tại trong sự hiểu biết của chúng ta về loài cá mập răng khổng lồ. Vấn đề đầu tiên là chúng lớn đến mức nào? Ngoại trừ một vài đốt sống, chỉ có răng được biết đến. Vì vậy, kích thước thường được xác định bằng cách chia tỷ lệ so với các loài cá mập khác còn sống ở đại dương ngày nay. Không để làm xáo trộn mọi thứ hơn nữa, các nhà khoa học đã có một số phương pháp so sánh khác nhau, chẳng hạn như đo chiều cao nghiêng của một chiếc răng. Nói rõ hơn là chiều dài giữa đầu và mép ngoài của răng, cho đến lượng men răng trên đó cũng như các men răng khác. Hầu hết các nghiên cứu này đều hướng tới các Charodon Megalodon vì đó có hàm răng lớn nhất và do đó nó là loài cá mập lớn nhất. Cá mập trắng lớn vẫn thường được so sánh với các Charodon Megalodon vì nó được cho là loài gần nhất vẫn đang bơi lội trong đại dương. Tùy thuộc vào kích thước của răng và phương pháp liên quan đến việc ước tính, các Charodon Megalodon thường nằm trong khoảng từ 15 đến 20 mét, đôi khi là nhiều hơn. Nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng khoa học không chính xác và tốt nhất chỉ nên đưa ra dấu hiệu tổng quát về tổng số và kích thước. Vấn đề thứ hai là các loài cá mập răng to sau này như các Charodon Megalodon, các Charodon Auriculatus, các Charodon Chubutensis và các Charodon Agutirensis. Như bạn có thể nhận thấy, những loài cá mập này có tên viết tắt là C. Và điều này do trong khi nhiều người xếp chúng vào chi Cacharoles. Tuy nhiên, những người khác xếp chúng vào chi Cacharodon cùng với cá mập trắng lớn. Dựa trên lý do hàm răng hơi giống nhau, hầu hết ngày nay dường như nghiêng về Cacharoles. Vì trong khi răng của những con cá mập Cacharodon Megalodon có bề ngoài giống với loài cá mập trắng, nếu kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy một số điểm khác biệt. Tuy nhiên, điều có thể nói là mặc dù gần như chắc chắn rằng cá mập trắng lớn không phải là hậu duệ của loài cá mập răng khổng lồ được biết đến hiện nay, nhưng có thể có chung tổ tiên với chúng. Hóa thạch cá mập. Hóa thạch cá mập phổ biến nhất chắc chắn là răng, được làm từ ngà răng và được phủ một lớp men. Răng có khả năng chống lại cực kỳ tốt trước quá trình phân hủy và hóa thạch. Răng thường được bảo quản tốt đến mức không những có thể có răng cưa rõ ràng, chúng thậm chí có thể đủ sắc để cắt da nếu xử lý bất cẩn. Răng thường được tìm thấy riêng lẻ, tuy nhiên rất hiếm khi răng được tìm thấy ở toàn bộ hàm, đôi khi thậm chí còn bảo tồn một phần hàm. Hóa thạch răng có thể tiết lộ nhiều điều về lối sống và hành vi săn mồi của cá mập, đặc biệt khi chúng được so sánh với những loài cá mập tương tự còn sống và bơi lội trong các đại dương ngày nay. Những chiếc răng nhọn hẹp của Scaba norhynchus là hoàn hảo để đâm xuyên qua cơ thể mềm mại của những con cá nhỏ hơn. Tuy nhiên, những chiếc răng tròn của loài cá mập kỷ phấn trắng dài 10 mét Tichodus cho thấy rằng nó đã nghiền nát vỏ của những con mồi như động vật có vỏ hay động vật giáp xác. Ở mức độ thấp hơn răng, đốt sống của cá mập vẫn được biết đến khá nhiều. Tuy nhiên, vì đốt sống được làm từ sủng hóa nên chúng dễ bị phân hủy hơn. Có nghĩa là trừ khi xác cá mập có thể nhanh chóng bị lớp trầm tích bao phủ, các đốt sống có thể bị phân hủy nhanh chóng. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở các mẫu đốt sống được tìm thấy đã bị phân hủy một phần khi chúng bị hóa thạch, dẫn đến việc bảo quản không hoàn toàn. Đôi khi, các đốt sống được tìm thấy vẫn xếp thành hàng với nhau để lộ phần của cột sống, đến mức có thể xác định được chiều dài của con cá mập một cách hợp lý. Giá trị hơn nhiều nhưng cũng cực kỳ hiếm
là những dấu ấn tiết lộ hình dạng và cấu trúc bên trong của bộ xương sụn cá mập. Những dấu vết cá mập nổi tiếng nhất thuộc về loài Cladocephalus được bảo quản tốt đến mức chúng thậm chí còn tiết lộ những mô mềm và các cơ quan bên trong cũng như bữa ăn cuối cùng của loài cá mập này. Điều này tiết lộ thông tin quan trọng về mức giống nhau của loài cá mập ngày nay với tổ tiên xa xưa cũng như thói quen kiếm ăn của chúng. Những phát hiện này đã tiết lộ những đặc điểm cơ thể mà khoa học chưa hề biết tới, ví dụ như để lộ lưng hình đe, lớp răng nanh trên đỉnh đầu và các tua sụn kéo dài từ vây ngực. Không có đặc điểm nào trong số này có thể được mô tả chỉ bằng việc kiểm tra răng của nó. Tuy nhiên, hầu hết các phát hiện này đều dành cho các loài cá mập nhỏ hơn, không có gì ngạc nhiên khi chúng dễ chôn lấp hơn các loài lớn hơn. Kẻ săn mồi và con mồi. Mặc dù ngày nay, cá mập được coi là loài săn mồi hàng đầu của đại dương, nhưng trong quá khứ, chúng cũng có khả năng là con mồi của những kẻ săn mồi khét tiếng khác, được thúc đẩy để trở thành những kẻ săn mồi hiệu quả hơn để chúng có thể dễ dàng giết nhiều loài động vật hơn khi sống ở những vùng nước thường xuyên chứng kiến sự xuất hiện của các loài sinh vật săn mồi mới. Chẳng hạn như loài cá mập ăn thịt nổi, lấy những gì chúng có thể kiếm được, đến những dạng chuyên biệt, tập trung vào việc ăn một số loài động vật nhất định hoặc săn bắt theo những cách rất cụ thể. Những con cá mập Cenacanthus dường như thích những đầm lầy nước ngọt và những dòng nước vốn có nhiều thực vật thủy sinh và mảnh vụn từ trên cao. Ngoài ra, ở dưới nước còn có động vật lưỡng cư bốn chân và quan trọng hơn là những con non đang ở giai đoạn ấu trùng. Có vẻ như một phần lớn những con lưỡng cư non này bị hạn chế ở dưới nước vì đặc điểm của giai đoạn ấu trùng là chúng không thể bò lên đất liền để tìm kiếm thức ăn. Bằng chứng cho thấy, động vật lưỡng cư ở giai đoạn ấu trùng là con mồi của cá mập cổ đại đến từ loài Cenacanthus geodus, được tìm thấy cùng với phần còn lại của một con bên trong cơ thể, cũng như tìm đường vào những khu vực chật hẹp để tìm kiếm con mồi đang ẩn náu. Một số dấu hiệu tốt nhất về động vật săn mồi đến từ các mẫu vật Cladocephalus được bảo quản tốt có niên đại từ kỷ Devon. Những hóa thạch này được bảo quản tốt đến mức thực sự có thể xác định chính xác loài động vật đã bị ăn thịt. Con mồi ưa thích của Cladocephalus là cá bay tia xa. Đây là loài mà chúng có thể dễ dàng bắt được nhờ thân hình thon gọn của chúng. Các hóa thạch cũng cho thấy rằng Cladocephalus cũng đã ăn các động vật khác bao gồm cá lương nguyên thủy giống cá, động vật chân đốt và một số loài thứ giống các loài cá mập khác. Điều này là dẫn chúng ta đến chủ đề cá mập ăn thịt những con cá mập khác. Nhiều con cá mập được cho là ăn thịt đồng loại, đặc biệt nếu con cá mập bị ăn thịt nhỏ hơn nhiều so với những kẻ săn mồi. Những con cá mập con vẫn trong cơ thể mẹ của chúng cũng được biết là có khả năng ăn thịt lẫn nhau trước khi sinh ra. Tần suất ăn thịt đồng loại ở các cá mập là một vấn đề đang được tranh cãi gay gắt. Miễn là nguồn thức ăn dồi dào thì có thể là không bao giờ. Đặc biệt, nếu một con cá mập bị bệnh hoặc bị thương và đang phát ra tín hiệu đau khổ cho những con cá mập khỏe mạnh hơn, những con cá mập này sau đó sẽ trở thành con mồi. Trở lại kỷ Devon, cá mập thường thấy mình là con mồi của những loài phiến khổng lồ như Dunkleotus, trong khi cá phiến là loài săn mồi thống trị. Chúng không tồn tại được lâu vì xương của chúng đã biến mất vào cuối kỷ Devon. Điều này có lẽ đã giúp mang lại sự đa dạng lớn của loài cá mập trong kỷ Carbon, thời kỳ chứng kiến nhiều kiểu kiếm ăn mới được phát hiện. Tuy nhiên, kỷ Permi sẽ chứng kiến sự khởi đầu của một thách thức mới khi các loài bò sát nhỏ như Havasaurus tiến hóa để sống dưới nước. Kỷ nguyên Mesozoic bắt đầu vào cuối kỷ Permi với sự khởi đầu của kỷ Trias và kéo dài cho đến kỷ Phân Trắng, sẽ chứng kiến sự phát triển liên tục của các loài bò sát biển dưới dạng Ichthyosaurus, Plesiosaur, Pliosaur và Mosasaur. Một số loài bò sát biển như Ichthyosaurus và Plesiosaur sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn với cùng nguồn con mồi như cá mập. Bất chấp sự cạnh tranh mới này, những con cá mập vẫn tiếp tục giữ vững lập trường của mình khi đối mặt với những kẻ săn mồi mới này. Một số loài như Hypodus sẽ trở thành những loài có thể ăn nhiều loại con mồi khác nhau. Bằng chứng cho điều này xuất phát từ thực tế là Hypodus đã có những chiếc răng sắc nhọn ở phía trước để bắt những con mồi nhanh như cá và mực, đồng thời có những chiếc răng cùng hơn phù hợp nhất để bẻ gãy bộ xương ngoài cứng cáp của động vật giáp xác. Những loài cá mập khác như Scabanorhynchus sẽ trở thành chuyên gia ở vùng nước sâu, có thể đã khuất tầm nhìn và có thể nằm ngoài phạm vi hoạt động của các loài bò sát biển, vẫn phải nổi lên để hít thở không khí. Hành vi này được gợi ý bởi mõm mở rộng của nó có thể chứa một số lượng lớn các ống tiếp nhận điện mà lẽ ra không có thể xảy ra ở một khu vực nhỏ hơn. Những ống này có thể cảm nhận được điện trường của những con cá gần đó, cho phép Scabanorhynchus tìm thấy con mồi mà không cần phải nhìn thấy nó. Hành vi chính xác này ngày nay được thấy ở cá mập Goblin, loài cũng có răng gần giống với Scabanorhynchus. Ngoài ra, loài cá mập ăn động vật có vỏ, Tihocodus, có lẽ đã sống ở vùng nước gần đáy biển, nơi có những con mồi ưa thích của nó. Điều này có thể cho thấy nó sống ở một vị trí có lẽ đã hạn chế tiếp xúc với loài bò sát biển trong khi ăn những động vật quá cứng đối với các loài cá mập khác, chẳng hạn như loài ngao khổng lồ Inoceramus.
Cá mập để tồn tại trong cùng đại dương với các loài bò sát biển khổng lồ chỉ đơn giản là phát triển bản thân lớn hơn. Ví dụ điển hình nhất về loài Cretosirina có lẽ là cá mập sát thủ vào thời đó với chiều dài 7 mét. Cretosirina lớn hơn một chút so với các loài cá mập trắng lớn nhất được ghi nhận chính thức. Cretosirina còn có biệt danh là cá mập Ginsu bởi vì răng của nó dường như có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì. Điều này là do răng của nó không chỉ sắc mà còn có một lượng lớn lớp phủ men khiến chúng trở nên hữu ích cho việc cắt xương và vỏ. Bằng chứng hóa thạch cũng cho thấy Cretosirina đã tiến hóa xa đến mức có quy mô săn mồi cao đến mức nó bao gồm cả loài plesiosaur cũng như loài thương long nguy hiểm trong chế độ ăn của mình. Tiểu thuyết phổ biến nhất đôi khi mô tả những trận chiến hoành tráng giữa cá mập và khủng long đang diễn ra, nhưng tiếc là có rất ít bằng chứng cho thấy sự tương tác giữa hai nhóm động vật này. Được tìm thấy trong xương chân của một loài khủng long Hadrosaurus, phần lớn các nhà nghiên cứu tin rằng con khủng long này đã bị cuốn ra biển và chết đuối, và Squaglicorax chỉ đơn giản là tận dụng cơ hội để có được một bữa ăn. Cá mập đã chứng tỏ khả năng phục hồi của mình một lần nữa trong cuộc tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm, đánh dấu sự kết thúc của đại chúng sinh. Khủng long và đối thủ lớn nhất của chúng bây giờ là loài bò sát biển, nhưng chúng sẽ sớm bị thử thách một lần nữa. Các loài động vật có vú không chỉ dần dần trở thành dạng sống thống trị trên đất liền, mà chúng còn mở rộng ra đại dương, được chứng minh bởi Bachycetus và Ambulocetus. Về phần chúng, cá mập không phải đối mặt với đe dọa đáng kể từ những loài mới này. Trên thực tế, bằng chứng hóa thạch gợi ý cá mập coi các loài động vật có vú biển mới như một nguồn thức ăn hoàn toàn mới, bơi lội trên đại dương. Loài cá mập răng to nổi tiếng nhất là cá Charodon Megalodon, hiện được biết đến là loài cá mập lớn nhất từng bơi trong đại dương. Các Charodon Megalodon dường như đã tiến hóa từ một phá hệ cá mập lớn, trở lại với loài Otodus 12m đến các Charodon Auriculatus và các Charodon Agutirensis. Bản thân các Charodon Megalodon có chiều dài trung bình nhỏ hơn là 15m, khiến nó lớn gấp 2,5 lần so với các loài cá mập trắng lớn nhất. Các Charodon Megalodon cũng có răng lớn để săn những con cá voi có kích thước từ trung bình đến lớn mà nó có thể cắn từng miếng một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, việc săn các loài động vật mới này không chỉ diễn ra một chiều, vì các loài động vật có vú sống dưới nước ban đầu cũng đã tiến hóa thành cá voi săn mồi như Bacillosaurus và Leviathan. Nhưng chúng giống như các loài khác, tiến hóa để săn những con cá voi khác. Chúng cũng có khả năng giết các loài động vật khác bao gồm các loài cá mập và thậm chí thách thức những con cá mập lớn hơn để giành quyền thống trị. Bất chấp sự hiện diện của những loài cá mập khổng lồ như cá Charodon Megalodon và sự gia tăng số lượng cá voi săn mồi cỡ lớn, cả hai loài động vật này vẫn cùng tồn tại với nhau do số lượng con mồi rất dồi dào. Cả hai loài động vật ăn thịt đều sống ở đại dương, lạnh hơn và mực nước biển giảm xuống, làm hạn chế dòng hải lưu và chuyển động khiến số lượng loài săn mồi giảm sút, đồng nghĩa với việc cá mập khổng lồ và cá voi săn mồi không còn đủ thức ăn để sống. Ngày nay, loài cá voi săn mồi duy nhất còn lại là cá nhà táng. Loài ăn các loài động vật như mực ở vùng nước sâu và loài orca có thể thích nghi để săn các loại con mồi khác nhau. Hồ sơ hóa thạch cho chúng ta thấy rằng sự khái quát hóa là cách bảo đảm tốt nhất chống lại sự tuyệt chủng với các chuyên gia như Helicoprion kỳ quái đến các Charodon Megalodon khổng lồ không sống sót trước thử thách của thời gian. Còn lại Hypodus đã tồn tại hơn 100 triệu năm trước khi nó biến mất. Vừa rồi, mình đã tóm gọn các thông tin về cá mập tiền sử qua các thời đại. Các bạn có ý kiến gì cứ để lại ở phần bình luận nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm trung bình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.